Và hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại vòng chung kết U23 châu Á gặp U23 Malaysia. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ yếu cho các học trò tập nhẹ để giữ sức bởi phải thi đấu với mật độ 3 ngày một trận. Chiến thắng trước U23 Kuwait ở trận ra quân rõ ràng tạo nên cú hích tinh thần giúp cho các cầu thủ thoải mái và đầy tự tin. Trước đối thủ được đánh giá vừa tầm, mục tiêu của toàn đội sẽ là chiến thắng thứ hai để mở ra cơ hội vượt qua vòng bảng. Đội tuyển đã họp để rút kinh nghiệm, tránh những sai sót đã mắc phải trong trận đấu mở màn. Hy vọng ở trận đấu vào tối nay, U23 Việt Nam có thể quen với nhịp độ thi đấu để chơi hiệu quả hơn, mang về niềm vui cho người hâm mộ nước nhà.